Thôi, bên em cũng xin tạm dừng cái buổi thử nghiệm và giới thiệu sản phẩm hôm nay đây nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại ngay trên màn hình. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào, gặp lại ạ.